Nói chuyện với già Hỷ, nhưng mà sẵn đây mình muốn giới thiệu cho các bạn là cái mì omachi này là rất ngon, mì bò dai. Các bạn là con không biết là khẩu vị của mỗi người là chắc ăn mì hảo hảo rồi bị lung tung nói chung là nhiều thứ mì, nhưng mà gia đình mình thì chỉ chuộng cái mì omachi, nói chung là mì cay, mì tôm, nói chung là làm đủ đủ thứ nhưng mà nó rất dai, rất ngon. Mình cũng ở đây mình không có quảng cáo Omachi nha. Sẵn giới thiệu cho anh em bạn bè ăn thấy rất ngon. Dài ngon. Làm này bỏ thêm một cái trứng. Có thêm củ kiệu. Củ kiệu. Và cho ớt xin ngon. Ăn theo kiểu nhà nghèo nhưng mà ngon. Ngày sáng ăn gì là mới đủ sức làm ô sin, làm ô sin thì nó cũng vui, mồ hôi nhuẻ nhỏi làm ô sin. Có tiền mình đâu có làm chi, tại vì quá nghèo đó. Cuộc đời nghệ sĩ quá nghèo các bạn, quá nghèo mà tình hình chung như vậy. Đó là yêu thơ yêu nhạc, nhưng mà có nhiều người rất giàu nha, chẳng qua người ta làm thơ coi như có điều kiện, người ta làm thơ vui chơi thì nó trúng luôn, trúng mánh luôn được lăng xê. Hoặc là có nhiều anh là coi như cũng chả biết gì về nhạc cả, đúng không? Nhờ một anh nào đó, một chị nào đó coi như là lăng xê rồi quá đã lên thượng tầng không trung luôn bay bay quá trời quá đất luôn. Thế giới nghệ sĩ là nó như thế, nhưng mà người ta cũng mua danh, có người coi như là không có gì hết nhưng mà mua danh thiếu gì. Quan Đậu không phải là ngồi mà rảnh đâu mà mình nói mấy chuyện đó, nhưng mà thực tế nó như thế các bạn. Tất nhiên là ăn cái ớt không cay nhưng mà họ nói cay, hoặc là ăn cái ớt cay mà họ nói không cay, nó cuộc sống là nó như thế đó. Bài thơ đó coi như là viết lên dở ẹt, ví dụ dở ẹt mà người ta nói quá tuyệt vời. Bài thơ rất hay, nó bài thơ này dở mờ. Bài thơ này mà phổ cái gì, đúng không? Bài thơ này có gì đâu mà phổ, mà một bài thơ có nhiều 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 anh chị viết chỉ có 4 câu thôi nhưng mà phổ rất hay nếu mình khéo léo. Như Quan Đậu thì phổ tầm 7 thôi, nhưng mà nhà thơ đồng ý là mình thấy là sướng rồi. Sướng sướng vô cùng tận luôn. Còn có nhiều anh coi như phải đặt hàng cho anh những nhạc sĩ có tên tuổi trong nước cũng như ngoài nước, hoặc là nhờ ca sĩ mà có tên tuổi trong nước cũng như ngoài nước, là cái bài hát đó là nó tận cùng nó bay tới mây tới trời sâu thẳm nổi danh. Nhưng mà nó nói thật các bạn chả có gì. có tiền họ văng vải ra, quăng rồi có tiền quăng qua cửa sổ. Nhưng mà cuộc đời mỗi người họ không có dòng suy nghĩ đi, giống như ở đây Quan Đậu không xúc phạm đến một ai cả, nhưng mà mình nhìn thấy tổng quát là nó như thế. Cái dở thì người ta nó hay, không ngon thì người ta nó ngon, ngược lại ngon thì người ta nó dở. Hay là nó dở, dở nó hay đó. Cuộc đời nó như thế, cuộc đời nó như thế. Ăn mì tôm mà nói chuyện lung tung nó giống như những cái sợi mì đó. Y như những cái sợi mì đó. Cuộc sống của ta nó có sự mâu thuẫn, nếu không có sự mâu thuẫn không phải là cuộc sống đó. Các bạn nên nhớ như này đó. Có âm thì phải có dương, đúng như thế. Có âm mà coi không có dương là chết, chết đó. Như vậy thôi, cho nên ai thuộc dương tính là chết. Ô mít nó lộng hành thì cái chiến tranh sinh học của cái thế giới này nó vẫn là như thế, vẫn là như thế. Thôi mình cũng chả hiểu gì về khoa học, cách khoa bao nhiêu, nhưng mà mình cũng là một cái người mà cũng đã học từ ITIT rồi mình lên, nói chung
để biết thôi, chứ mình cũng đâu có nói là giáo sư phó tiến sĩ hoặc là sao đại học mà còn mình hiểu gì mình nói nấy. Đến ông Quang Đậu này ăn mì tôm mà ông nói chuyện lung tung sao bè nước tùm bậy. Ăn tiếp. Vui cuộc đời nó như thế thôi. Nói thật các bạn, hồi đó mình chưa học sáng tác á, mình viết. Mà khi mà mấy anh ở thành phố về đâu có chọn, tại vì nó không đúng. Có bài thì rất đúng, người ta gọi là bắt chước. Không giống như những anh ca sĩ, anh ca bài này hết bài kia, hết bài này hết bài kia, của nhạc sĩ này nhạc sĩ kia, từ không nổi tiếng đến nổi tiếng. Rồi có mấy anh ca sĩ đó, anh mới rút lại, mấy cô ca sĩ nó rút lại cái những cái tinh túy đó. À, nó là như thế, A, B, A, phải, ví dụ như vậy. À, thật mấy ảnh là coi như là cũng tự sáng tác luôn. Ca sĩ cũng làm là thầy sáng tác luôn. Các bạn, cái giữa ca sĩ mà nổi tiếng, ví dụ như vậy đó. À, nhưng mà anh chịu khó một tí, anh học lắm một tí, anh biết cái tựa đó, cho nên nhiều khi người ta nói ca sĩ là hay đạo nhạc ở chỗ đó. Tất nhiên anh không có một cái chữ T nào ở trong cái một cái trường phái nào, một cái lớp học nào của sáng tác cả. Chẳng nghe mình không có điều kiện mình học trường quốc gia âm nhạc Huế, Sài Gòn, Hà Nội, nhưng mà mình có thể học bài, mình biết được cái tem nhạc, cái tiết tấu nhạc, cái e nhạc và bố cục nhạc thì mình làm được. Có nhiều anh bắt chước rất hay, rất tinh tế, nhưng mà cũng lẩn quẩn nhiều khi không hiểu cái quy luật của nó, cứ cho rằng mình là như hay hay rồi, tại mình ca hay, ca sĩ coi như là được mọi người là coi như có fan lớn, nó cứ nghĩ là ồ quá đã quá đã. Nó là như thế, từ một ca sĩ mà trở thành một cái nhạc sĩ. Rồi như chẳng hạn như bây giờ những người nhạc sĩ mà từ chỗ ca sĩ đó, mà nếu trường hợp mà anh có điều kiện thì anh đi học ở nhạc viện chẳng hạn, ví dụ như vậy. Còn không có điều kiện nữa thì anh học hàm thụ, thì anh cũng trở thành một người sáng tác rất tốt và rất giỏi. Ở đây mình không quơ đủ cả nó, Quang Đậu không quơ đủ cả nó. Cũng giống như mình chưa học thì mình làm, mình cứ nghĩ rằng nó xong. Nhiều khi cái thùng nước người ta nói là coi như là nó lưng cái chuyện lắc, còn cái đầy nó không bao giờ nó lắc được. Nó các bạn nên nhớ như vậy. Riêng mình thì mình không biết thì mình thưa thốt, không biết thì thôi, mình học hỏi. Cho nên là anh nhạc sĩ hai cu, nhạc sĩ Vitra Việt Trãi, là anh nói là chỉ cần hai nốt là đờ lờ, tức là đờ là đồ mà lờ là la, đô la. Cần đô la, đô la là tiếng là của nước Mỹ, Việt Nam gọi là đô la là tiền. Không có tiền là không sống được, nhưng mà xin thưa các bạn, không có tiền vẫn sống được. Không phải mình nói là người ta nói mình nói dốc. Có nhiều người coi như không có tiền người ta dùng cái miệng người ta nói, nhưng mà tiền nó vô hào, đúng không? Còn có nhiều người có tiền nó văn vãi ra, cuối cùng cái cuộc đời của người ta là phá sản. Nó vô vị, nói chung là nó rất là mênh mông, rất là mênh mông như biển cả trùng dương. Tất nhiên là cuộc sống, sự mâu thuẫn phải có thì nó mới tạo ra một cái cuộc sống. Sự sống thì coi như từ cái chất của A sẽ qua đó, mà khoa học người ta đã phát hiện ra cái đó thì tất nhiên nó tồn tại, và sự đấu tranh sinh tồn là sẽ có con người thông minh làm ra cái này, làm ra cái kia, sáng chế cái này, sáng chế ra cái kia. Cũng giống như tôi nói ở đây thì như nó sẽ, nếu mà live stream thì các bạn bên kia nghe, bên thế giới kia nghe, thế đó là khoa học. Còn đấu tranh sinh tồn là cứ đâm bị thóc, thọc bị gạo, anh chọi bên này, anh đá bên kia thì anh mới sống được. Không có cái đó không sao giờ anh sống được, tôi nói thật với các bạn như thế. Thôi Quang Đậu ăn mì tôm thì nói nó giống như cái mì sợi, cho nó vui thôi. Xin chào các anh em mình mà cũng đã gần gũi với Quang Đậu từ những cái cách phổ nhạc, từ những bài thơ 4 câu, 8 câu, 16 câu và có thể hơn nữa. Người Quang Đậu làm với cái cảm nhận của mình thôi. Mình không cho rằng là mình hay. Cũng giống như bây giờ tôi thổi kèn harmonica, nó sập các bạn, tôi cũng học chức bà tôi luôn chứ làm gì có mà nói anh Nguyễn Tấn Hỷ tặng cho tôi Blico. Hoặc là tôi chơi những cái bài cổ điển vừa rồi, mặc dù như thế chứ tôi đã biết từ nhỏ.
chẳng qua hôm nay là buồn tôi ngồi lại tôi đánh theo cái kiểu là cảm hứng của tôi thôi. Tôi nói thật các bạn, chứ không phải tự nhiên là tôi biết đâu, học chất bà luôn, chứ không có ai mà nói tự nhiên là mình biết. Còn thơ văn, nói chung là cái thơ văn thì khi đẻ ra là khóc tiếng khóc oa, nó là cái hồn nhạc hồn thơ ngay từ đó rồi. Sau khi mình lớn lên, mình đi học y tờ y tây, và lớn lên nữa thì thơ văn thì mình đã có. Rồi khi mà mình học cấp cao thì mình chuyên ngành, cũng giống như bây giờ ảnh nhạc cũng chuyên ngành. Còn cái chuyện mà năng khiếu, chẳng hạn như bản thân mình có năng khiếu, mình biết, rồi sau đó cộng hưởng tất cả những cái gì đó mình đi học các thầy các cô truyền đạt lại, thì đó là cái bảo bối riêng cái e của mình. Khi tôi hát lên là coi như biết nhạc ông Quang Đẩu liền, cũng giống như anh Nguyễn Ngọc Thiện hát lên là sẽ biết anh Nguyễn Ngọc Thiện ngay, hoặc là nhạc của anh Trần Tiến hát lên là biết của anh Trần Tiến ngay. Mỗi người có một e riêng. Xin nói với các bạn thêm là ở chỗ đó, tất nhiên là các bạn sẽ am hiểu, và có một số bạn ở lâu lâu cái tự nhiên khảy tôi một cái a f m e 7 là cái gì bạn. Bình định nên hỏi nhau những điều đó. Cũng như Việt Nam Cộng Hòa người ta viết tắt VNSL, rồi không lẽ mình đi hỏi ở VNSL là cái gì, hoặc là âm nhạc, hoặc là nhạc sĩ người ta viết là NSL hai cu, mà hỏi NSL là cái gì vậy? Vô duyên. Mình hỏi cái đó vô duyên. Không, tôi nói thật. Thế riêng bản thân mình cảm thấy như vậy đó. Tôi ở trên quay hoặc là trên YouTube, tôi làm để mình chơi, để mình thử nghiệm về cuộc sống của mình. Mình biết gì mình làm ở đó, và mình làm tới đâu đó. Làm cái gì? YouTube hả? Chặt chém đó. Có nghĩa là bị vi phạm bản quyền thì cứ chặt chém. Cái chuyện này chuyện của nguyên tắc của cộng đồng, của YouTube. Mình không bao giờ mình chối cãi điều đó. Anh làm sai phạm cái gì cũng giống như luật pháp nhà nước, cũng giống như tôi ngồi đây mà tôi nói tùm bậy về chính trị, người ta công tôi ngay. Mà tội gì tôi nói, đúng không? Tội gì tôi làm sai? Tôi đâu có làm sai gì. Chẳng hạn giống như là anh Nguyễn Nhân Hai hoặc là ông Hải, là phó chủ tịch đó, còn ba ông nữa. Đúng, mình đâu có làm sai cái này đâu. Mình chỉ biết ăn mì tôm à, nhưng mà buổi sáng nay là mình nói những cái chuyện nó giống như mì tôm vậy à, mình nói theo cái kiểu nghèo và kiểu hiểu biết của mình thôi à, xin chúc anh em mình trên quay trên YouTube cảm nhận điều gì một hoạt động nó, thì tất nhiên là cảm nhận hay không cảm nhận đó là quyền của các bạn. Còn riêng mình nói là mình có quyền tự do ngôn luận, mình không chặt chém ai, mình không nói xỉa ai, mà mình nói thực tế trong cuộc sống của mình. Rồi, xin chào các bạn, chúc sức khỏe các bạn bình an vui vẻ trong kiểu sống thời đại bình thường mới của dịch Covid-19. Wuhan, China. Rồi, xin chào.